Thưa quý vị, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, Hà Nội nhiều ngày nay liên tiếp mưa dông mạnh về chiều và tối, trong khi các điểm ngập úng vẫn còn. Qua thống kê, Hà Nội hiện vẫn còn hơn 13.000 người sơ tán, chưa được trở về nhà. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn thành phố Hà Nội, xảy ra mưa dông tại một số quận huyện. Mực nước các sông Cầu, Cà Lồ, Mỹ Hà, Nhuệ đã xuống dưới mức báo động 1, sông Đáy trên báo động 1, sông Bùi, sông Tích trên báo động 3, biến đổi chậm và đang xuống. Mực nước các hồ chứa nước chính trên địa bàn thành phố đang ở mức cao, vượt ngưỡng tràn. Cập nhật đến 19 giờ ngày 20 tháng 9, Hà Nội đã có 64.093 người trở về từ nơi sơ tán. Số còn lại 13.962 người tập trung chủ yếu tại huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Ứng Hòa do vẫn ngập. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục tập trung cao độ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão để sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thực tế trên địa bàn. Khách hàng vay vốn thuộc các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Yagi và hoàn lưu bão sẽ được ngân hàng miễn giảm lãi vay cũng như tạo điều kiện cho vay mới đến hết ngày 31 tháng 12. Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31 tháng 12. Căn cứ mức độ thiệt hại về vốn, tài sản và con người của hộ vay, khẩn trương hoàn thiện quy trình thiết lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định hiện hành để trình các cấp có thẩm quyền quyết định xử lý nợ bị rủi ro hoặc kịp thời tạo điều kiện cho hộ vay thiệt hại khắc phục hậu quả do thiên tai, ổn định cuộc sống, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng thực hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ đối với các món vay đến hạn trả nợ. Thời hạn thông thường tối đa là 12 tháng đối với các khoản vay cho vay ngắn hạn và tối đa 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản vay chung và dài hạn. Nhiều ngân hàng khác cũng có các chính sách đưa ra nhằm hỗ trợ những khách hàng chịu thiệt hại nặng do bão số 3 vừa qua. Bão số 3 càn quét đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, trong đó phải kể đến những người nuôi biển. Sau bão lũ, nhiều gia đình mất trắng tài sản. Khi không còn tài sản, khoản nợ cũ vẫn còn, thì đồng nghĩa với việc người dân khó có thể tiếp tục vay vốn tạo dựng lại cơ nghiệp nếu không có chính sách chuyên biệt. Để ban hành ra một chính sách cho vay chuyên biệt, cần có sự phối hợp của nhiều bộ ngành và chính quyền địa phương. Tỉnh Quảng Ninh, nơi tâm bão đi qua, nhiều gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp đã vay vốn ngân hàng nhiều tỷ đồng để đầu tư nuôi thủy sản lồng bè. Giờ không ít người trong số họ đã mất trắng. Doanh nghiệp này dù may mắn hơn khi có gắn thiết bị tìm kiếm được hệ thống lồng bè bị sóng đánh trôi giạt, nhưng toàn bộ thủy hải sản và các giống rong quý đều bị bão cuốn trôi ra biển. Tại vùng thủy sản Vân Đồn của chúng tôi, thì chúng tôi bị ảnh hưởng rất nặng nề. Tất nhiên là so với bà con thì chúng tôi cũng là những cái đơn vị may mắn, bởi chúng tôi đã lấy lại cơ bản được 90% tài sản. Còn bà con thì thực sự là mất trắng. Nhưng cái thiệt hại thì vô cùng lớn lao, chúng tôi mất hết toàn bộ những cái giống và những cái nghiên cứu của rong, của cá và đã là đang nghiên cứu cùng với một số đơn vị tổ chức để thực hiện đề tài. Có những cái sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm rong rất là quý hiếm mà chúng tôi đã nghiên cứu được trồng ở miền Bắc. Và đang nuôi dưỡng ở trong những cái khu ương, thì đó chính là những cái lớn lao mà chúng tôi muốn chia sẻ. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, hai địa phương nằm trong tâm bão số 3, đã có gần 12.000 khách hàng bị ảnh hưởng với tổng dư nợ ước tính gần 26.000 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực nông lâm thủy sản ước tính bị thiệt hại tới 3.500 tỷ đồng. Nhiều ý kiến đề xuất đến việc hoãn, giãn nợ và có những hỗ trợ nhất định đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình để có điều kiện khôi phục sản xuất, đặc biệt phải tiếp tục giải quyết vấn đề về bảo hiểm, tái bảo hiểm để phát triển bền vững hơn. Theo tôi nghĩ thì thường thường là lĩnh vực nông nghiệp, trong đó là có cái lĩnh vực ngư nghiệp, thì là một cái lĩnh vực mà nó dễ bị tổn thương, nó rất dễ bị tác động của thời tiết. Cho nên là cái việc làm hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ cả cái hộ nông dân, hộ ngư dân, rồi là cả cái doanh nghiệp thủy hải sản mà như cái trận bão vừa rồi, là tôi cho rằng cái việc đáng phải là tiến hành thường xuyên, đồng thời phải có một cái quỹ. Thì theo tôi nghĩ là trong trường hợp như trường hợp bây giờ thì nhà nước là nên có cái bảo hiểm, chính sách bảo hiểm đối với những cái mặt hàng mà dễ bị tác động của thời tiết, và những cái đối tượng là ngư dân là cũng dễ ở cái vùng mà bị lụt bão nhiều. Thì tôi nghĩ là phải có cái chính sách bảo hiểm ngư nghiệp
một cách hiệu quả. Và cái tính hỗ trợ đấy nó phải mang tính chất dài hạn. Đó là hỗ trợ được một cái nghề mới. Nó bao gồm là chính sách, là cơ chế. Và nó bao gồm cả cái việc là ngay lúc này hỗ trợ một chút. Nhưng để mua cái gì? Mua gói mì, mua nửa cơm hay là mua cái lồng để nuôi cá? Thì chúng ta hãy xác định rất rõ là hỗ trợ như vậy. Và trong hỗ trợ đấy thì chúng ta cũng nên đưa ra được một cái giải pháp hỗ trợ là gì? Là để hỗ trợ được như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng các ngân hàng, đó là các tổ chức tài chính, để hỗ trợ bà con là trả chậm hay trả góp hay là được vay với lãi suất ưu đãi của nhà nước hỗ trợ. Thì tôi thực sự mong muốn rằng đây chính là một cái chương trình mà chúng ta động viên bà con, những bà con bám biển, những bà con mà thực sự là có thể sau cái cơn bão này họ cũng có thể sợ cái nghề của chúng ta. Đến thời điểm này, ngành thủy sản đã nhận được gần 85 tỷ đồng, chăn nuôi gần 79 tỷ đồng, ngành thú y gần 2,4 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ, hỗ trợ người dân bằng tiền, thức ăn, con giống, chất xử lý cải tạo môi trường nhằm khôi phục khắc phục hậu quả sau bão số 3 và mưa lũ. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, những nguồn lực này sẽ đến tận tay những người cần hỗ trợ, đúng người, đúng việc và đảm bảo công khai, minh bạch. Sau cơn bão số 3, nhiều địa phương sống trong cảnh ngập lụt thời gian dài. Điều này khiến người dân phải đối mặt với nhiều dịch bệnh vì ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước ăn uống, sinh hoạt không đảm bảo. Hiện các bệnh viện đã ghi nhận sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm sau mưa lũ, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và sốt xuất huyết. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 300-500 người bệnh. Trong đó, phần lớn bệnh nhân gặp các bệnh về tiêu chảy, tả, lị, bệnh sốt xuất huyết, cúm. Bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa thường tăng đáng kể sau mưa lũ. Điều này xuất phát từ việc người dân thiếu nguồn nước sạch để sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt. Bên cạnh đó, việc đảm bảo thức ăn cũng trở nên khó khăn do thiếu điện, thiếu các thiết bị bảo quản thức ăn. Bên cạnh những trường hợp mắc bệnh về tiêu hóa, nhiều người cũng phải nhập viện điều trị vì bị cúm, sốt xuất huyết và các bệnh về da. Sau mưa bão, rất nhiều vi sinh vật, chất thải trôi theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét, cảm cúm, đau mắt đỏ, các bệnh da liễu, ghẻ, hắc lào, viêm da, nấm kẽ chân, nước ăn chân. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ và nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của an ninh mạng quốc gia, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 6 tháng 8 hàng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam. Việc tổ chức Ngày An ninh mạng Việt Nam sẽ được Bộ Công an chủ trì và triển khai quyết định. Theo đó, việc tổ chức hàng năm Ngày An ninh mạng Việt Nam cũng hướng tới thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự hoạt động hiệu quả của công tác đảm bảo an ninh mạng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày An ninh mạng Việt Nam hàng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp theo thành công của chương trình Festival Thu Hà Nội năm 2023, Festival Thu Hà Nội lần thứ 2 năm 2024 đã trở lại với sự đầu tư quy mô nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Chương trình không chỉ để quảng bá văn hóa du lịch của thủ đô mà còn thúc đẩy khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của làng nghề truyền thống, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Festival Thu Hà Nội 2024 với chủ đề Thu Hà Nội, mùa thu lịch sử với nhiều nội dung phong phú để quảng bá, xúc tiến du lịch của thành phố. Đồng thời là chương trình hưởng ứng hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954 đến mùng 10 tháng 10 năm 2024. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động còn giới thiệu các nghệ nhân, thợ giỏi và sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Hà Nội nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của làng nghề truyền thống, nâng cao nhận thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô. Tôi là người có ước lễ và rất tự hào về ước lễ của mình. Mình muốn lan tỏa cái thực phẩm, cái do trả, cái truyền thống của ước lễ là một món ăn mà của Việt Nam. Cũng để quảng bá cái ẩm thực du lịch của cái Hà Nội mình ạ. Thật ra là người dân của mình cũng nhiều người chưa biết được đến những cái làng nghề, ví dụ như là làng nghề ước lễ này và các làng nghề khác. Nên ra là mình cũng muốn thứ nhất là cho con mình trải nghiệm được những cái văn hóa của nước mình, thứ hai là con cũng được xem và những cái lễ hội và những cái trải nghiệm của những cái lễ hội nó diễn ra như nào.
Festival Thu Hà Nội 2024 có sự tham dự, đồng hành của 12 tỉnh, thành phố trong cả nước, 17 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, là sự kiện có sự đầu tư quy mô, là sản phẩm du lịch khẳng định thương hiệu, thúc đẩy khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tạo động lực cho phát triển kinh tế và xã hội. Festival Thu Hà Nội 2024 sẽ diễn ra hết ngày 22 tháng 9.